chợ chim, chủ yếu là dạo qua chợ chim và lại xem chợ bán trầu màu thế nào. Được chim này hôm nào đến đây rất nhiều chim. Ồ, đây là chim này, đẹp, đẹp. Chim nhiều thế, đẹp thế. Bác này hôm nào qua chợ chim tiếp. Chim rất mời lắm, đẹp từ các loại, nhiều chim đẹp nhỉ. Thôi, chúng ta qua chỗ bán trầu màu nhé, để xem sàn trầu màu nhé. Hôm nay trầu màu như kiểu mà sàn chứng khoán đó nhỉ. Đây, đưa cả con, cả mẹ con, cả vợ con ra đây đi chọn trầu màu đây. Đấy, đang ngắm, anh đang ngắm trầu màu đấy. Không biết đã tìm được con nào chưa. Đấy. Chợ trầu màu hôm nay không khác gì sàn chứng khoán. Rất là nhiều lựa chọn. Đấy, có 1, 2, 3, 4 hàng. Vâng, 12. Mắt 12 gần một được anh. Con đấy nó ra to nhỉ. To, dài, nhanh khỏe, đông mập. Mặt nó sáng, bóng mắt đang vào nửa. Vài nó to kia. Lông đầu chưa xong đâu. Con đấy xong lông đầu thì kinh. Nó còn là thay được lông được 90%. Con đá lên một vài phần. Con đấy là đắt. Quay đắt đó. Con đấy là làm mấy năm nay được một con thì nó nay mang cho khách mà anh mưa anh không ra được. À bây giờ phơi nắng rồi nãy em cất ở trong máy cất đi rồi phơi nắng. Đấy. Lựa chọn trầu màu bao nhiêu người ngắm. Ngắm từ sáng giờ chỉ chọn trầu màu. Bà bầu cũng đi. Anh ơi nhìn con qua em cái thôi, anh ra đây. Bà bầu cũng đi chọn chim kìa. Đưa cả vợ đi chọn chim nhất. Rồi, rất là chăm chú nhé. Không khác gì xem sàn trên sàn chứng khoán. Rất một hàng, hai ba hàng. Hôm nay cái thú trầu màu là cũng vui đấy. Thằng trên là giá 500 nha anh em nhé. Nó không có chọn. Hôm nay thì chọn theo tầng, tầng 2, tầng trên là chim đắt hơn. Dưới hàng dưới 400. Đấy, con 12 cũng đẹp rồi. Thực ra dàn 400 này cũng có gì khác không mấy đâu. Nhiều con đẹp. Các bác này ngắm thứ 9 cũng được. 12 thì ngon rồi. Đang lấy chậm này. Bị đo lộn hay không này. Đấy, đưa rồi đấy. Không làm thế. Đấy, bắt đầu móc vào. Đây này, nhìn sát vào đây này. Đấy, chung vào một tí này. Đấy. Không muốn 500 bán này. Có cái kia anh là anh muốn chắc phải trả nhé. Hôm nay đẹp, trầu màu đẹp. Không có đâu. Chim này nuôi 5 người nhỉ. Chim nó xây đông hết rồi. Để 2 cái đó xây đông trong đâu. Dạ. Để 2 cái đó xây đông đâu.
con này được bao nhiêu anh? Còn con này đông không rồi, còn đang còn cái đông không rồi. Con nào mà biết đủ rồi, cái đông không đấy. Em con đấy có chiên, mấy con mồi hot ác. Ngồi tương đối xa nhé. Thiệt, con mình hại nổ ác. Em mình con 12 á, con 500 có vẻ ngon, liên tục. Mua về làm hàng nhé. Chặt đò đấy. Con đấy con gì đấy? Bán của ai đấy? Con này hơn 1 triệu ạ. Trên kia có hàng bán à? Ừ. Ai à, phần nhỉ? Phần rồi. Ra hàng dưới. Hàng dưới vẫn đẹp đấy. Em nhìn cái con góc bên cùng ấy. Thêm chưa có thằng nào vào không? Tắt tia lửa rồi. Tắt tia lửa của nó rồi. Hàng mấy con trên ấy, mấy con này tầm trên 1 triệu. Con này thích châu bao à? Đấy, bố chọn cho nó con. Chơi mẹ ăn con hơn triệu trên đấy. Đấy con phải tên đấy. Mua cho cháu con ngon luôn. Đấy bác này là hôm nào cũng đo. Đấy, đo rất là chuẩn. Con nào lộn biết ngay. Con 12 chưa ông nào bắt à? Chưa dám bắt à? Đáp à? 500 à? Con đấy trong cái dàn đấy, con đấy khá đẹp. Cho bên này đi vậy. Đó, con đấy à? Vẫn là cho con đấy. Bắt mình mua làm hàng. Anh lùi ra tí. Con đấy nhỏ đấy. Đầu to, vai to, kia sao nhỏ. Không nhận mình, hôm nay anh bán mì dàn đẹp, đồ màu đẹp ấy, nhưng mà giá cao hơn một số nơi. Thì chỗ hàng bên kia là 3,5 tấn cũng có. Mà đây chắc là con này con quần đấy. Hàng trên có vẻ con nhanh đẹp hơn. Chọn 19 lên dính đéo lộn nữa. 19 lộn à? Ừ. 19 lộn đổi không khác. Đổi thêm 18.
Ý con 15 thôi nào. Ngoài rác cũng ở trên đấy. Rất là náo động. Sao bao nhiêu người? 19 là chỉ có 300 thôi. Này, lại đo bên này. Tám không lộn đâu. Đây, sẽ rõ này, nhìn được rõ này, đây này. Đấy. Hai chúng trên cùng khác hẳn nhỉ, khác biệt luôn. Đấy. Đấy, đấy, như nào. Công nhận con này đẹp thật. Giá nó cao hơn thì cũng có cái khác ở đó. Còn bình thường thì 350 cũng đã có con chào mào. Rồi, đi hàng này. Đấy con 1, 2, 3 con thứ tư ấy, thứ tư từ hàng dưới cùng bên trái sang ấy, con đấy cũng được ấy, thấy cũng nổ liên tục. Ba giọng như thế này, con tiếng chuông ngon. Con đấy chuông ấy. Đấy, thử thử. lên tận nơi. Giờ là bố ấy lên tận nơi xem. Xem chọn con nào đấy. Chắc ưng con 18. Thợ nhỉ. Thợ cho màu. Giờ nhiều quá loá nhìn khó. Sàn chứng khoán. Đứng sát thế thì nó cũng không dám hót đâu. Đang ngắm con 18 kìa. 12.500 thì vẫn còn để đấy. Con đề bán đồng cuối cùng đấy nhỉ. Tên là Huy đấy. Lồng đan gỗ đẹp hơn, nhưng mà có cái này nước thì nó hỏng, còn là lồng sắt thì, mà lồng sắt thì hay thì hỏng mỏ. Con 12 cũng vẫn đẹp. Anh nào nhà có phần vườn có cái sân tí chung cư có thể kiếm được chú tù màu về nuôi là đẹp đấy, hay vàng cho quả chuối chơi chim cũng vui. Sao không mua con đấy ở mua mùa này cái con nó là mua. Nắng được cắt thì mưa nó cũng mưa. Thêm là nắng, thêm là 500 một là 4 hàng thì nó hàng. Đây. Đây.
trăm hai dưới. Cái nhà đấy vẫn chưa ngán ra, luôn đi quan trên cùng cho nó nhanh. Lên rồi, sàn chứng khoán nó xịt lên rồi. Chưa nhắm ra, biết con 12 hoặc con trên được con trên cùng đấy, cùng cả lần. Đứng sát thế mà nhìn cho rõ nhá. Quyết định trưa trưa rồi. Rồi trước em nó về thôi. Vợ con chờ rồi đấy. Này hai mà đèn cũng đèn này đấy. Đùa nhau hả? Chúc các bạn vui vẻ, tạm biệt.